Các em thân mến, ở video này cô sẽ hướng dẫn các em giải hai bài tập cũng là một dạng của ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Rồi, chúng ta đi vào từng bài nhé. Đầu tiên là bài số 1. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20, 25, 30 đều dư 15, nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị đó, biết rằng số người chưa đến 1.000. Rồi. Thì bài toán này cũng đơn giản thôi các em. Rồi. Thì em thấy bây giờ cô gọi là họ để hỏi gì thì cô gọi đó nha. Tính số người của đơn vị. Bây giờ cô gọi x là số người của đơn vị. Bộ đội. Rồi. Trong đó x nhỏ hơn 1.000. Chưa đến 1.000 nghĩa là x nhỏ hơn 1.000 và x là số tự nhiên thuộc anh nào đó em đọc nha. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20, 25, 30 thì đều dư 15. Rồi, tại đây cái đoạn đây, khi xếp hàng 20, 25, 30 thì đều dư 15. Vậy thì x chia cho 20 hay là chia 25 hay chia 30 đều dư 15. Vậy thì nếu mà x mà cô trừ đi 15 thì có phải là nó chia hết cho ba số này không? Đó, đúng không? Vì dư 15 vậy thì cô bớt đi 15 thì nó sẽ chia hết, đúng không? Thì nó sẽ xếp vừa đủ. Vì khi xếp hàng 20, 25, 30 đều dư 15 nên x là tổng số người của đơn vị, vậy thì x trừ đi 15 nó sẽ chia hết cho ba số này, đúng không? Thì sẽ chia hết cho 20, 25 và 30. X trừ 15 mà chia hết cho ba số này thì đồng nghĩa là x trừ 15 thuộc bội chung của ba số này. Suy ra x trừ 15 thuộc bội chung của 20, 25 và 30. Vậy thì em đi tìm bội chung của tập hợp bội chung của ba số này. Thì cách tìm là các em đã biết rồi. Cái hai cách làm thì cách thứ nhất là các em liệt kê bội của từng số và sau đó tìm tập hợp bội chung. Thì cách thứ hai là các em đi tìm phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố, đi tìm bội chung nhỏ nhất, sau đó đi tìm bội chung. Bội chung chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất. Giờ cô làm cách thứ hai nha. Ta có 20, cô phân tích ra thừa số nguyên tố. 20 chính là bằng 4 nhân 5, mà 4 chính là 2 mũ 2, đúng không các em? Rồi, nhân 5. 25 thì dễ rồi, bằng 5 mũ 2. 30 thì là bằng 6 nhân cho 5, mà 6 chính là 2 nhân 3. Rồi, nhân 5. Đó, thì cô đã phân tích được ba số này ra thừa số nguyên tố. Cô suy ra được bội chung nhỏ nhất của ba anh này. Thì cô chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng. Thì em thấy chung là đầu tiên là chung và riêng, vậy thì mình có 2, 5 và 3. Đúng không? Và mỗi thừa số nguyên tố lấy với số mũ lớn nhất. Ở đây 2 thì em thấy 2 mũ 2 và 2 mũ 1 thì mình chọn 2 mũ 2. Ở đây có 5, 5 mũ 2, 5 mũ 1 thì chọn 5 mũ 2. 3 thì chỉ có 3 mũ 1 thôi. Đó, tính ra sẽ bằng 4 nhân 25 nhân cho 3. Bằng 300 các em. Rồi. Vậy thì cô tìm được bội chung nhỏ nhất bằng 300. Được chưa? Rồi thì tới đây em tìm bội chung. Đó. Suy ra được bội chung của 20, 25, 30 nó sẽ bằng bội của 300. Rồi, bội của 300 thì gồm những số nào các em? 0, 300, 300 nhân 2 là 600,
600, 300 nhân 3 là 900, 300 nhân 4 là 1.200, vân vân. Đó. Thì em đã tìm được bội chung rồi, mà mình có x trừ 15 là thuộc bội chung. Vậy thì suy ra được x trừ 15 sẽ thuộc 0, 300, 600, 900, 1.200, vân vân. Suy ra được x sẽ thuộc bao nhiêu? Em lấy từng số này em cộng cho 15, đúng không? 0 mà cộng 15 là 15, 300 mà cộng 15 là 315, rồi 615, 915, 1.215, vân vân. Lưu ý nha, vẫn còn một cái mình chưa có lấy ra, đó là xếp hàng 41 thì vừa đủ, nghĩa là x chia hết cho 41 và x nhỏ hơn 1.000 nữa. Vì x chia hết cho 41, xếp 41 hàng thì vừa đủ, nghĩa là x chia hết 41 và x nhỏ hơn 1.000, thì trong cái dãy này em chọn số nào? Đó, trong cái dãy này em chọn số nào? Giờ nhỏ hơn 1.000, vậy thì 1.215 trở đi, loại em lấy 915 đổ lại, thì em thấy là bốn con số này 15, 315, 615, 915, em kiểm tra thử số nào chia hết 41. Đơn giản thôi, mà tại mình chỉ còn bốn số thôi nên em kiểm tra từng số rất là nhanh. Thì đầu tiên thấy 15 thì không chia hết 41 rồi, 315 cũng không chia hết 41, 615 mà chia 41 thì được 15, à mình có anh này chia hết cho 41 nè. 915 có chia hết 41 không? Không. Vậy thì chỉ có một số 615 chia hết 41, suy ra x bằng 615 thì thỏa mãn. Rồi, x chính là cái số cần tìm đây, là số người của đơn vị bộ đội. Vậy kết luận, số người của đơn vị bộ đội là 615 người. Đây, các em cùng xem lại bài toán này nha. Với bài toán này thì phương pháp làm là đơn giản, các em không khó đâu. Các em phải đọc kỹ đề và nắm hết các dữ kiện trong đề nha. Rồi, chúng ta sang bài tiếp theo, bài số 2. Đây là một bài toán hay xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi các em. Tìm ước chung lớn nhất của hai biểu thức này, 2n-1 và 9n+4, với n thuộc n. Giải nha. À, trước khi giải bài toán này thì cô lưu ý các em này nha. Ở đây các em vận dụng kiến thức nào? Chú ý, các em có A mà chia hết cho D, B mà chia hết cho D, thì tổng cũng chia hết cho D, hoặc là hiệu cũng chia hết cho D. Suy ra được A cộng B chia hết cho D, và A trừ B cũng chia hết cho D. Rồi, tiếp theo, nếu mà ước chung lớn nhất của A và B bằng D, đó, D, thì suy ra được điều gì? A chia hết cho D và B chia hết cho D, đúng không? Suy ra A chia hết cho D và B cũng chia hết cho D. A mà chia hết cho D, vậy thì cô lấy A cô nhân cho một số tự nhiên bất kỳ. Ví dụ A nhân M đi, thì nó cũng chia hết cho D. Và B cũng vậy các em, cô nhân một số tự nhiên bất kỳ, cô giả sử là N đi, thì nó cũng chia hết cho D.
Này, trong mục tích mà mình có một thừa số chia cho D thì tích chia hết cho D. Tương tự ở này cũng vậy. Rồi, thì các em vận dụng kiến thức cần nhớ này, các em giải bài bài tập số 2. Bài giải. Bây giờ cô gọi ước chung lớn nhất của hai cái biểu thức này là D. Của 2n trừ 1 và 9n cộng 4 là bằng bằng D nha. Rồi cô đặt D này sẽ là thuộc n sao? Mình không lấy số 0 nha các em. Rồi, thì em thấy là ước chung lớn nhất của hai biểu thức này là D thì cô suy ra được điều gì? 2n trừ 1 chia hết cho D. Và 9n cộng 4 cũng chia hết cho D. Thì với cái bài toán này cô sẽ vận dụng một tổng chia hết cho D, đúng không? Nhưng mà trước khi vận dụng cái tổng chia cho D thì cô sẽ cân bằng hai cái n. Ở trên này là 2n, ở dưới này 9n. Giờ cô sẽ cân bằng hai cái n này để sao? Để khi cô trừ ra thì nó sẽ triệt tiêu hết. Ở trên này 2n, ở này 9n, để cân bằng thì cô sẽ nhân ở trên này cho 9 và dưới này cô sẽ nhân cho 2. 2n trừ 1 chia hết cho D thì suy ra được 9 nhân cho 2n trừ 1 cũng chia hết cho D, đúng không em? Rồi 9n cộng 4 chia hết cho D. Vậy thì cô nhân cho 2 thì nó cũng chia hết cho D. Rồi, bây giờ cô nhân vô. 9 nhân 2n là 18n. 9 nhân 1 là 9 trừ 9 chia hết cho D. Tương tự này nhân vào nha. 2 nhân 9n là 18n cộng 2 nhân 4 là 8 chia hết cho D. Rồi. Ở đây cô đã cân bằng n rồi, 18n và 18n. Em có được là n này chia hết cho D, n này cũng chia cho D. Vậy thì hiệu của 2n này sẽ chia hết cho D. Đây cô vận dụng kiến thức đây. A chia hết cho D, B chia hết cho D thì suy được A trừ B chia hết cho D. Cô lấy số trên trừ số dưới. Cô lấy số dưới trừ số trên cũng được nha các em. Nói chung là anh nào trừ anh nào cũng được. Nhưng mà cô lấy số dưới trừ số trên để nó ra số dương cho dễ. Suy ra được 18N cộng 8 trừ cho 18N trừ 9 chia hết cho D. Rồi, thì bây giờ em trừ ra nha. 18N mà trừ 18N hết nè. Anh này trừ với trừ có phá dấu ngoặc thì trừ với trừ là thành cộng. Anh này là thành ra là 8 cộng cho 9 là bằng 17. Đó, em đã triệt tiêu xong N, chỉ còn lại một số thôi. 17 mà chia hết cho D thì suy ra được điều gì các em? Suy ra được D thuộc ước của 17. Vậy thì ước 17 thì chỉ có là 1 và 17 thôi. Mình có 17 là số nguyên tố này, nên là chỉ có là ước 17 là 1 và 17. Em lưu ý nha, tại vì bài toán cho là n là số tự nhiên, cho nên D là số tự nhiên. Nhưng nếu cho n là số nguyên, vậy thì cái chỗ đây em phải lấy luôn cả số âm luôn nha. Cả số âm là cộng trừ 1 và cộng trừ 17. Mà để cho là số tự nhiên thôi nên em chỉ lấy số tự nhiên. Vậy thì em tìm ra được D bằng 1 và D bằng 17. Thì em thấy là bài toán đi tìm ước chung lớn nhất. Vậy thì em đã tìm được ước chung lớn nhất của hai cái biểu thức này là có hai trường hợp bằng 1 hoặc là bằng 17. Rồi. Mà nếu mà bằng 17 thì khi n bằng bao nhiêu? Và nếu bằng 1 thì khi n bằng bao nhiêu? Giờ cô dùng phương pháp thử để cô tìm n. Bài toán không yêu cầu tìm n nhưng mà trong bài giải các em phải tìm n nha các em, thì bài toán của em nó mới hoàn chỉnh, nó mới được điểm trọn vẹn.
thử lại. D bằng 17. D mà bằng 17. Suy ra được. Bây giờ 2n 1 hoặc là 9n cộng 4, cô rút ra một anh để cô tìm n. Cô rút 2n 1 ra đi. D mà bằng 17 thì 2n 1 chia hết cho 17 đúng không? Suy ra được 2n 1 chia hết cho 17. Suy ra được 2n 1 rồi cô trừ thêm 17 nữa thì nó chia hết cho 17 không? Mình có anh này chia hết 17, 17 chia hết 17 cho nên là cái hiệu này chia hết 17. Suy ra được gì? 2n 1 trừ 17 chính là 2n 18. Trừ 1 trừ 17 là trừ 18 này, chia hết 17. Tương đương với, ở đây cô đặt 2 ra ngoài thì trong ngoặc sẽ còn lại n trừ đi 9 đúng không? Chia hết 17. Thì em thấy là 2 và 17 là hai số nguyên tố cùng nhau rồi. Mà để tích này mà chia hết 17 thì chỉ có thể là n trừ 9 chia hết 17 thôi. Đúng không? Vì cô có 2 và 17 là hai số nguyên tố cùng nhau, nghĩa là ước chung lớn nhất bằng 1 này. Nên để cái tích này chia hết 17 thì n trừ 9 phải chia hết cho 17. Rồi, n trừ 9 chia hết 17 thì suy ra n sẽ bằng 17 nhân k cộng cho 9 đúng không các em? Với k là số tự nhiên. K thuộc n. Đúng không? N trừ 9 chia hết 17 thì cô có thể viết cái dạng N trừ 9 sẽ bằng 17 nhân cho K. Thì suy ra được N sẽ bằng 17 nhân K cộng cho 1. Rồi. Thì nếu D bằng 17 thì N bằng 17K cộng 1. Vậy thì tất cả các trường hợp còn lại là N khác 17K cộng 9 thì 2N trừ 1 sẽ không chia hết cho 17. Vậy thì chỉ còn trường hợp còn lại là D bằng 1 đúng không? D bằng 1. Vậy thì hai biểu thức ban đầu của mình là hai số nguyên tố cùng nhau. Thì suy ra được trường hợp thứ hai, D bằng 1 khi và chỉ khi N khác 17 nhân K cộng 9 thôi. Đúng không? Tại vì mình bài toán mình là chỉ có hai trường hợp, một là D bằng 1, hai D bằng 17. Mà D bằng 17 là khi N bằng 17 nhân K cộng 9. Vậy thì D bằng 1 khi N khác 17K cộng 9. Rồi em kết luận ra. Vậy ước chung lớn nhất của hai cái biểu thức ban đầu á, 2N trừ 1 và 9N cộng 4 sẽ bằng 17 khi và chỉ khi N bằng 17 nhân K cộng 9. Mình có hai trường hợp nha các em. Rồi trường hợp thứ hai, ước chung lớn nhất của 2N trừ 1 và 9n cộng 4 sẽ bằng 1, nghĩa là hai số này là hai số nguyên tố cùng nhau á. Khi và chỉ khi n khác 17 nhân k cộng 9. Các em hiểu chưa? Thì đây là một bài toán khó nha em. Các em cùng xem lại kỹ bài làm này nha. Rồi, thì nếu có chỗ nào chưa hiểu ở bài toán này, các em để lại comment cho cô nha. Cô cảm ơn các em đã theo dõi video. Cô chúc các em học tập thật tốt. Chào tạm biệt các em.